Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục một game mới. Game này chủ đề xây dựng có tên là Thợ xây thành phố Hy Lạp. Đây, chúng ta lướt qua cái trang Nameplate đã. Cái lời giới thiệu đây, đắm chìm trong thời kỳ hoàng kim được tái hiện tuyệt đẹp của thành phố Hy Lạp. Builder Hy Lạp là thợ xây của thành phố Hy Lạp á, là cái tựa game này nè. Cho phép bạn là quản lý thành phố, xây dựng khả năng làm chủ chiến lược kinh tế của mình. Rồi, bà lắp. Con game này lấy bối cảnh Hy Lạp nha, anh em chơi cái dòng Assassin's Creed mà Origin hay là cái gì đó thì chắc cũng khá quen thuộc với bối cảnh này rồi. Hy Lạp là thành phố có truyền thống văn hóa cũng rất là tốt nè, nên anh em nổi tiếng, rất là nổi tiếng, ai cũng biết nè. Đây, thậm chí có đi đường biển luôn nè. Animation trong con game này nếu như được như thế này thực sự thì nó làm khá tốt á. Đồ họa rất là chi tiết, mấy cái công trình kiến trúc làm cũng ổn luôn, animation làm cũng tốt nữa nè. Cái đoạn trailer làm khá đơn giản nhưng mà có một cái lỗi rất là nặng đó là anh em tua lại khúc đầu, anh em thấy cái lỗi đó liền đó. Họ còn dùng chữ mà Golugo nữa. Golugo là cái phiên bản miễn phí của cái trò chơi này nha. Game này thì đã ra mắt phiên bản chính thức, à chưa ra, ngày 27 nó sẽ ra mắt. Thì nói chung là vài ngày nữa ra mắt đó. Còn bản Golugo ở dưới nó không có hiển thị đây. Bản Golugo là cái bản miễn phí dạng như cái demo của game này đó, anh em có thể thử qua cái bản đó trước khi mà xuống tiền mua game này. Thì tôi cũng không biết giá game nhiêu nữa, 3 ngày nữa nó mới ra mắt rồi. Mà lúc anh em xem video này thì chắc game nó đã review rồi. Đồ họa game này thì tôi đánh giá là ở mức là ổn đó. So với một con game xây dựng thì anh em không thể đòi hỏi hơn được, tại vì nó load rất là nhiều. Mấy cái nhà này nó cũng kết cấu hình như cũng khác nhau nào phải không? Mấy thời cổ cổ mà xây được căn nhà 2-3 tầng như thế này rất là đã luôn nha. Nhìn nó rất là thoải mái sang trọng. Trailer nó chỉ đơn giản như đó thôi, còn cái trailer nữa nè. Cái này thì nó lên màu nhiều hơn tí rồi. Đó, animation làm con game này tôi đánh giá rất là cao luôn. Nó cho cái thành phố có sức sống hơn nhiều. Khi anh em chơi mấy con game mà nhập vai góc nhìn thứ nhất hay thứ ba gì đó, trong cái phạm vi tầm nhìn anh em thì sẽ thấy một số NPC thôi, nên cái chuyện animation làm trong con game đó thì nó ổn hơn tí. Còn so với mấy con game như thế này á, anh em là xem cái mà cái góc nhìn top down, cái góc nhìn của vị thần từ trên xuống á, bao quát toàn bộ thành phố luôn, thì cái animation của con game nó rất khó để nó lột tả hết được, tại vì lúc đó nó load quá nhiều thứ đi, chịu không nổi. Được, không biết cái này là render hay đồ họa trong game mà như thế này là được lắm đó. Gì có bắt tờ defense nữa nè. Ồ, hai bên chiến nhau luôn mà đánh nhau kiểu này thì tôi nghĩ là dạng như là auto bắt tờ thôi, mình thả lính ra còn lại nó tự làm hết chứ không có lên yếu tố chiến lược nhiều đâu, tại chủ đề chính của con game này vẫn là xây dựng và quản lý. Rồi, bây giờ vô game. Thợ xây của Hy Lạp. Game này nó hơi nặng nên hy vọng là con máy tôi nó vẫn chạy ổn. Bloom Entertainment cộng tác với là GearFox. Hai cái nhà phát hành này thì cũng khá là quen á, nhất là cái nhà phát hành sau á. Ồ, đây là phiên bản Early Access nha, chưa phải phiên bản đầy đủ. Tôi nhớ có đọc ở đâu dev ghi là 6 tháng đến 1 năm thì sẽ ra phiên ra mà cái bản hoàn chỉnh thì vẫn chưa biết nữa. Rồi chúng ta vô game đi, đỡ mấy lằng nhằng. Có hai chế độ với cái nốt trên bút này thì mình cứ xây đến khi nào chán thôi. New Begin cái này là dạng mấy cái bản đồ phải không? Ủa, ba cái này thịt mà chắc là nó chưa mở thôi. Khi mà chiến tranh lan đến cái vùng Volix thì định mệnh của mình gần như đã bị sắp đặt sẵn. Bạn phải lựa chọn á, là trên một cái chuyến hành trình đi tìm một cái căn nhà mới, một cái vùng đất mới của mình để xây dựng một cái căn nhà mới. Mình sẽ tập hợp những cái người còn sống sót đó là bắt đầu lên con tàu của mình. Theo mà hướng chỉ dẫn của những ngôi sao dẫn lối tìm một cái tương lai tốt đẹp hơn. Một cái tương lai mà mình được gây dựng bằng chính cái đôi tay này. Cái này hướng dẫn quá, hướng dẫn là mô hình đi. Mới chơi lần đầu ai biết gì. Nhìn mấy ký tự văn bản mà chữ Hy Lạp này nó cũng đều đẹp quá ha.
Cái hòn đảo mà mình đến đó, không chỉ đơn thuần một cái hòn đảo bình thường, đó là một cái vùng đất rất là màu mỡ luôn, rất là nhiều tài nguyên để mình có thể khai phá. Đây có thể là một cái vùng đất mới của mình luôn. Rồi. Rồi. Đầu game vô thì chắc xây cái này dạng như là cái thánh địa của mình á. Đầu tiên thì chắc xây cái này ở ngay đây đây, xây đại đây. Rồi. Nói chung là điều khiển như thế này. Ok. Đường vào đất thì bấm số 2. Rồi, bọc cái cứ địa của mình trước. Đấy, thật đấy. Rồi xây cái đường nối thẳng ra là cái trục đường chính nè. Tới biển luôn nha. Trục này cũng vậy luôn. Bên đây cũng là một cái vùng biển. Này là cái gì đây? Mình cần phải xây nhà cho những người dân của mình. Đây là những cái điều cơ bản để đáp ứng của cuộc sống người dân. Xây nhà thì chắc số 1 này. Nhà thì chắc tôi dọn một cái khu dân cư ở đây quá. Rồi, xây một cái khu dân cư ở bên đây. Nhà không nên kế chợ nha. Ba ô nè. Ba ô nè. Ba ô cách con đường. 2 3 4. Đầu đích tại nhau luôn, 4 căn nữa. Cái này là cái thống kê cư dân của mình, là cái thống kê kinh tức về những người dân của mình đâu vậy? Sao tự nhiên nhảy qua vậy? Mình sẽ ghi lên cái thanh top 3 trên này, đây nè. Với 60 người lớn, 30 người có thể làm việc, 20 người đang là vô gia cư, chưa có ai bị bệnh cả. Công trình xây dựng. Góc trái ở trên thì mình có thể quan sát cái bảng công trình xây dựng. Ủa cái thành ở dưới nè chứ. Nhầm. Là nó có là 7 cái như thế này. Mình có thể xây bằng nút G, nãy giờ xây rồi. Xây chợ. Chợ và cái mà cứ địa chính của mình, dạng như là cái trụ phủ á, thì không nên cách quá xa khu dân cư. Khi đó thì dân không có mang đồ đến được. Nhà kho cũng vậy luôn. Cái này đặt xuống là nó xây luôn chứ mà. Rồi, bây giờ là cái khu dân cư của chúng ta. Nên xây thêm một cái nhà kho ở đâu chỗ này đi. Nhà kho đây. Nhà kho để chứa tài nguyên vô nên nó cũng khá quan trọng đó. Sở dĩ nó hiện cái này là sao ta? Hình như nó quá xa cái nhà chính này nè. Nên nó mới hiện cái này. Tôi cứ kệ nó, chẳng quan tâm đâu. Xây một cái nhà cắt gỗ, một cái mỏ đá và một cái thợ săn hoặc là cái chỗ đánh bắt cá. Đây, cái xưởng cắt gỗ. Hiệu ứng 100% luôn. Chín lăm một trăm.
À. Ê, dọn cái mất cây luôn hả? Mình có thể kiểm tra cái tài nguyên bằng cái ở trên này. Xây cái nhà cắt gỗ. Rồi, có cái nhà cái cổ rồi. Sao còn 89% à? Rồi, mình không được xây cái gì trong cái phạm vi màu xanh này. Rồi, hiểu. Bây giờ xây tiếp cái mà mỏ đá. Còn cái mỏ đá là cái này. Có 4 5 cái mỏ xung quanh luôn kìa. Ở đây là mình xây cái là được 3 mỏ luôn nè. Quất luôn. Đó, mình có một cái mỏ đá rồi. Một hai cái mỏ đá luôn rồi, bên đây thì có hai mỏ à. Sau đó thì xây một tiếp mà cái chỗ xăng. Chín ba phần trăm xây đang 100% luôn à, xây cái mỏ đá nữa. Ủa 86 91 76 mình xây luôn đây đi, phần dân làm gì có 10% mà. Dân của mình thì bây giờ phát triển nhiều hơn rồi. Thì cần phải chế một số cái đồ cơ bản. Ở cái vùng đất này thì có rất là nhiều đất sét luôn. Nên mình có thể chế tạo những cái bộ đồ gốm cho nó. Xây thêm cái nhà bắt cá nữa. Ủa? À, xây gần xong mới được. Bây giờ tiếp theo là mình phải đạt được 80 dân cư đã, sau đó mình xây một cái lay pit. Lay pit là dạng như cái mỏ đất sét á, nó giống như cái mỏ đá. Bạn cần phải có 80 dân để có thể mở cái công trình này. Rồi chờ thôi. Sau đó thì xây một tiếp cái nhà chế tạo thủ công. Đây là những cái nghệ nhân để mình đào mấy cái đất sét nào. Cái số trừ 15 bên đây là cái gì đó? Trừ 13 nè. Ừ, cái nhà mình có thể nâng cấp lên nữa nha. Sao lâu quá vậy, chưa được 80 dân nữa. Đẻ nhanh đi. Nô lệ cứ tư bản kìa, đẻ nhanh lên. Ừ, đáng lẽ nên xây mấy cái nhà dân này gần gần đây nè. Xây đây xa quá rồi. Thế hả? Từ từ. Xây cái nhà này thì tốn 26 tiền bảo trì. Xây nhiều thì chỉ lỗ thêm thôi. Rồi xây được rồi nè. Đất sét ở đây có một mỏ. Bên đây một mỏ nữa. Là chỉ có hai mỏ thôi hả? Xây đang đi. Tự nhiên có cây nảy dưới đường quá vậy, cút. Nói hai này lên luôn. À, hai cái nhà này nó chưa có cái nhà kho nào cả. Vậy là mình cần phải có một thêm một cái nhà kho.
Nhà kho đặt đây đúng không? Ngay cái con dốc này làm cái đường đi đi. Rồi, xong rồi, bui một cái workshop để chế tác đó. Không phải cái này. Đây, cái nhà chế tác đây. Các bậc thầy bây giờ đã bắt đầu chế tạo những cái đồ gốm trang sức rồi. Nhưng mà cái nguồn nước của mình thì nó khá là tệ hại luôn. Chỉ là chắc phải xây mấy cái giếng hoặc là mấy cái máy lấy nước từ dưới này lên. Bui một cái nô gia. Bây giờ đợi tụi nó là lấy đất sét bỏ cho cái nhà này. Con nào làm việc chưa? Mày ơi em gái nè. Game tôi mới chơi hôm qua, nay thì đại ca đi đã làm nữa chơi nè. Tí nữa, thôi con máy tôi thì nó không có đủ mạnh để tôi vừa coi livestream và vừa chơi được. Vui một cái Noga, cái này hả? Mình thiếu mà một xe Damien là thiếu cái này nè. Thiếu cái đồ gốm nè, sao không ai đưa vô đây để làm việc đi. Nó phải đào đất sét đây nè, nó chuyển vô cái nhà kho của mình. Rồi từ cái đất sét trong cái nhà kho này. Đây là đất sét nè, nó phải chuyển qua đây. Nhưng mà đất sét của tôi đi đâu với anh ta? Nó vẫn hiện không nè. Nè nè, nó chở qua cái gì nè. Ở đâu nó đi luôn rồi. Trời ơi, có hai cái đường ông cốc phải ghé ở đây nữa. Đó, bây giờ từ hai cái đất sét này. Nó sẽ làm ra hai cái đồ gốm. Ủa, tôi mới thấy hai mà ta, hay là một cái nó đang làm nó tính đây luôn, mở đít khọt hơn cái đó. Rồi được cái nào chưa? Đổi qua góc nhìn hướng này đi, hướng này mình zoom vô nhìn cái chỗ này nó đẹp hơn nè. Dân nó cũng làm việc chăm chỉ quá ha. Đó, qua đây lấy cái đồ gốm về. Một cái đồ gốm. Chiếc xe ba lớn đây chở một cái bình gốm. Rồi, bây giờ mình có thể bui được cái nôi ga là cái nguồn nước rồi nè. Khoan, bui một cái nguồn nước, một cái khu trồng cây. Rồi sau đó một cái nhà máy rượu. Khoan, cái này nên trồng ở đâu ta? Tôi nghĩ là quy hoạch nguyên cái khu dưới này đúng. Đây. Trồng trọt thì mình phải bấm vô cái nhà này, sau đó chọn những cái vùng đất canh tác. Rồi sau đó mới cần một cái nôi gia là dạng như cái mà cung cấp nước ở xung quanh để cho nó tưới tiêu. Rồi ok. Coi phạm vi của cái nôi ga này coi cũng rộng mà, thậm chí đặt ở đây là mình bao phủ hết nguyên cái chỗ này luôn á. Đặt đây ha, đặt đây là cái phạm vi nó rất là phổ quát nè, nói đường rồi qua đây bấm vô đây rồi chọn vị trí đặt hả. Lủng lỗ kỳ vậy. Từ 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 từ. Vậy là xây thêm một cái nhà này nữa đi. À, 6 trên 6 à. Cái nước này nó nhiều lắm. Cái nhà đó là cái nhà nho này.
toàn rồi. À không, mình xây được khu dưới nữa mà. Một, hai, một, hai, ba, bốn, năm, vừa đủ luôn. Ủa còn cái nữa. Trời ơi, một hai như thế này thì nó vẫn thiếu thôi, hy sinh. Không thể chấp nhận được. Đó, đẹp, đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi. Ở đây thì có thể thêm được một nhà nữa nè. Ủa Phan, còn thiếu cái gì không ta? À, thiếu cái nhà máy nấu rượu nè. Đây được không? Không, nó làm chục đường đi đi. Kế bên luôn. Bây giờ là đến lúc mà cái người dân của mình nó hưởng thụ rồi đó. Cái kho báu này thì bị rất nhiều người dòm ngó luôn. Mình phải xây một cái hệ thống phòng thủ cho nó. Chúng ta không thể là thất bại trong này. Nên xây cái ba gác. Ba gác thì chắc lính nè. Ba gác này dạng như là cái nơi đào tạo lính vậy. Cái nhà này nó nhà gì ấy? Nhà kho hả? Xây cái trại lính bên đây đi. Quân địch bây giờ tấn công của mình. Nó đi bằng thuyền qua, nó tấn công. Rồi. Bui một cái lít chơi nữa. À, bấm vô cái nhà này. Unit mod là chọn chế độ táp. Mình nó đào và tạo nguyên cái đội quân của mình. Ở dấu cộng đây hả? À đây, lính của mình đây. Chỉ có mỗi thanh niên này thôi. Nhìn phèn bãi ra. Nhiều đứa? 9 đứa hả? Quốc luôn. Có cần nhiều gì không? Mình sẽ mất 9 dân. Mất 30 tiền, một gỗ. Không sao hết. Ủa, lính của mình đâu? À, nó đang tập trong này nè. Chúng anh em đi nghĩa vụ quá ha. Xây thêm một cái ledger. Đây là dạng như cái quán nhậu vậy đó. Ừ, cái này nó sẽ kích cái dân của mình lên, cái độ hưởng thụ, cái chỉ số hạnh phúc. Rồi đặt ở đây là đúng bài luôn rồi đó. Nó bọc nguyên cái khu này luôn. Đấy. Địch nó lên này sao đánh bây giờ? Nó công nhà cái bấy ơi. Lính đâu? À, bấm chuột phải ra. Chơi nó, để tốc độ chậm chậm lại. Dùm lên. Đánh đi. Sống đánh. Trời còn múa nữa, chém nó. Cái này đầy lên là mình hiểu không? Rồi mấy con muỗi. Rồi mấy con muỗi. Chiến thắng cái đợt ghét đầu tiên. Lính của mình thì bây giờ trở về với gia đình thân thương.
đi nhậu đi. Chúng ta còn một chặng đường rất là dài. Tôi xài cái tôn dịch đi. Đây như thế này là vừa, cái ô con này cũng nói cái gì vậy? Đó. Chúng ta cần một cái chặng đường rất là dài sau cái đợt phòng thủ thành công đầu tiên này. Người dân của chúng tôi luôn mơ ước mà cái sự thịnh vượng ngày càng tăng và muốn nỗ lực hơn. Họ yêu cầu mở rộng cái Angora ra. Vậy là giờ mình nâng cấp được chưa? 10 gỗ. Gỗ mình ít gì ta? Có hai gỗ, chắc là nuôi quân á. Chắc sẽ xây thêm một cái xưởng gỗ nữa. Tab số 4. Dân của mình bây giờ tiền đang hao hụt nha. Thế thu vô có 128 thôi mà duy trì tới 136 lận. Dân của mình khá nhiều, một cái nhà này nó chứa được 8 dân. Mình có là 8 x 4 32, 32 với 8 lên nữa. 250, 256 dân. Gấp đôi cái chỉ tiêu rồi. Nó chỉ mới ở hết mỗi khu này thôi. Thế méo nhà nào cũng 8 trên 8 là sao? Mình tăng thế lên không? Thôi tăng thế lên, dân nó là bóp đầu mình đừng á. Thà chịu lỗ tí đi, sau này mình kinh tế mình phát triển thì từ từ tính. Bây giờ nâng cái này lên bậc 2 đã. Thiếu gỗ. Gỗ bây giờ nó vẫn đi lấy từ từ thôi. 12 dân, 6 tiền duy trì. Dưới này một cái bãi đá, một bãi đất sét nào, đất sét mình còn nhiều không? Đất sét cũng khá là ít, nhưng mà cái kho của mình thì nó chỉ chứa được bao nhiêu đây thôi. Có ngủ chưa? Có ngủ chưa? Trời mới có một vụ à. Mình quan tâm cái tài nguyên đầu tiên là thịt. Thịt thì có đủ rồi, tài nguyên là đất sét nè. Cái thứ hai nữa là rượu. Coi đủ gỗ rồi, lên. Đó, anh em thấy là lên một cái đời mới, giờ có bức tượng đôi ở đây luôn nè. Sao tự nhiên những cái cột dưới đường gì? Bây giờ mình có thể nâng mấy cái nhà lên cho dân chúng nó có một cuộc sống hưởng thụ hơn. Nâng sao? Cái chỉ số này phải đủ á, nó mới lên nha. Nhưng mà làm sao để đủ đây? 25. Bui một cái nhà máy cái gì? Nhà máy cắt gỗ, xử lý gỗ thì chắc gần cái kho gỗ thôi. Điều mấy anh lính qua cắt gỗ nha. Khu bên này là dạng như cái khu công nghiệp của mình. Đi ở đây có 1, 2, 3 mỏ đá luôn nè. Cái này là thuyền đánh cá của mình đúng không? Tự nhiên có mặt trời ở đây vậy. Đá mình còn nhiều không ta? Trời ơi, tài nguyên nhiều. Thôi đá mình cũng khá nhiều rồi, mình thiếu gỗ thôi. Xét mang lính nó bấy nhảy vậy nè. Sao mà úp được? Nó có đủ hạnh phúc đâu.
nhu cầu nó sung túc vãi ra nè, bây giờ nó có bia nó uống luôn nè, nó có rượu nè, nó chỉ cần thiếu bia nó thôi. Ba mươi thằng cư dân cấp cao hơn cái gì á, vì không lẽ nó xây ba cái nhà máy rượu này mới đủ. Thiếu gỗ nữa. Hết tiền luôn rồi. Tăng thế. Chết rồi, sắp phá sản lên nơi rồi. Ngưng, ngưng hoạt động. 5824 trừ 16 phá sản rồi anh em ơi, trừ 4 bây giờ làm sao để lên tiền. Chắc là nãy mình xây nhà hơi thừa quá. Chết rồi, mấy cái nhà này không bán được, hy sinh thôi. Ủa? 8 4 6 8 12 8 12 196 96 à? Vậy là phải thiếu nhà rồi. Dời cái khu nhà nó qua đây. Bảy dân thiếu nhà. Vẫn nghèo là làm sao? Bây giờ tiền làm sao lên? Vui bằng cái dịch vụ hay dịch vụ mình mới có mỗi cái này thôi. Có cái nhà gì mới không? Chợ, nhà kho. Vậy là hồi nãy mình xây nhà kho nhiều quá. Phí bảo trì nó tăng cao là do cái nhà kho này, nhưng mà đâu có bỏ được. Bây giờ tiền của mình nó âm liên tục nè. Tăng thế thôi. Tăng thế cái này rồi mà vẫn nghèo. Thế không đủ, chỉ số hạnh phúc nó không lên thì làm sao để mình nâng được. Đây là bán cái nhà này. Ủa, bán cái nhà lính đi. Bán luôn cái mỏ đá. Trời, cuộc sống nó khó khăn. Bán luôn cái xưởng gỗ. Không có bán cái bên đây.
À. Giờ làm sao cho dân nó hạnh phúc? Bây giờ mỗi tháng cộng được có 9 đồng thôi. Xây hai cái quán rượu thì nó cũng không khác gì mấy. Nó vẫn là 45 mà. Nên chỉ xây được một cái này à. Vậy thì làm sao để mà dân nó hạnh phúc hơn? Giảm thế thì cũng vậy thôi. Sừng mỏ đá nè, xưởng gỗ nè, cây nè. Này thịt. Thịt đàng hoàng là mình thiếu nữa đó nghe. Bây giờ làm sao có nhà máy bia đó. Mới có rượu thôi. Phải 120 dân này á, thì nó mới lên được. Bó tay rồi. Giờ không biết làm sao để lên đó. Đây anh em thấy bán nhà cái là nó lên nè. Cái này là cái gì? Thịt mình đang giảm nha. Ủa cái nhà bắt cá này, bắt được cá không ăn cá được hả? Cá cũng nhiều nè. Ba cái thế má này nó chỉ liên quan đến 10 điểm mà. Ủa nâng được bình thường mà. Trời ơi. Nãy giờ ngồi đợi gì không biết nữa. Nâng hết luôn. Hết tiền rồi. Hóa ra là chỉ cần tiền thôi. Rồi ok. Tiền thì nãy giờ đúng ra là chờ cũng phải đủ nữa. Không khác gì mấy. Rồi bây giờ mình có thể mở được cái kênh nghiên cứu rồi đó. Đây 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 đây. Phải cái này không? 400 tiền. Ôi giời ơi, nâng cái nhà này 160 tiền. Đá mình cũng hơi nhiều người ta. Đá của mình sắp phui kho rồi. Gỗ cũng phui luôn rồi. Gỗ, gỗ đây. Ở đâu gỗ chưa có phui tiếp. Nâng thêm cái nhà này lên thì thế là 88. Ngon nha, nâng nhà lên là tiền hơi bị nhiều đó. Cộng 56 nè. Mình dùng tiền nâng nhà trước đi. Bao lâu thì nó mới cộng cho mình một đợt? Game này tôi không thấy thời gian trong đây. 150, nâng cái nhà này 16 cộng 59. Nâng lên nó cũng chỉ cộng với 59 thôi. Chỉ là không cần nâng nữa. Như nhà đầy đủ rồi. Bây giờ xây cái nhà nghiên cứu rồi đó, 400 tiền, chờ thôi. Nó nhảy khoảng là 5 lần nữa. Mỗi lần mình được 353.
335 chứ. Xét mấy này ở đây là thối rữa luôn rồi. Cái gì đó? Bây giờ bắt đầu có rủi ro rồi. Con Poseidon hả? Giảm cái lượng cá lại đi, cho dân mình nó an toàn. Chứ mà cho nó bắt cá nhiều quá, nó gặp quái vật cái là nó bay màu luôn á. Lúc đó thì thịt mình cấp không đủ nữa đâu. Bây giờ dân của mình nó lên này, chắc phải xây thêm một cái nhà. Thịt giảm kinh quá. Cái gì đây? Vùng biển nào nguy hiểm? Rồi. Chỉ là phải hết cái hiệu ứng này thì mình mới bắt cá tiếp được. Chết rồi, hết thịt rồi còn ăn mỗi cá thôi đó. Tình hình thịt sao rồi? Đồ ăn này bây giờ nó hiếm hoi quá. Hết thịt luôn rồi, ây da. Game này xây nhà nó không có thời gian chờ, nhưng mà mình phải xây từ từ. Chứ xây vội quá là tiền phí duy trì như tôi hồi nãy là phá sản luôn đó. Mới đầu nhìn 3.000 tưởng ngon lắm. Trời ơi. Bây giờ mình có thể nâng cây công nghệ đây. Dạng là cây kỹ năng trong mấy con game khác á. Tăng tăng thịt lên. Thịt 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 thịt. Vận động á. Trời, nâng cái này cũng tốn tiền nữa đây đây, công nghệ này cho phép mình mà chơi đôi với những cái bên khác. Gỗ thì không cần, quặng thì cũng chưa cần, may mặc cũng chưa luôn. Bắt đầu cái mà cây thảo dược này cũng chưa nữa. Đá thì cũng chưa cần luôn. Xây một cái tuyến giao thương đi, tại vì đồ của mình nó khá thừa. Tuyến giao thương này 450 tiền phải không? Quên thấy cái nhà lính nữa, một hồi nó đấm nhau là bay màu. Không đủ tiền nữa. Cuộc đời nó nghèo khổ. Là nó bắt mình mà nghiên cứu cái mà chơi đơn luôn nè. Ngồi đánh nhau mà mình không có thằng lính nào là có khi end game luôn á. X3 rồi mà nó vẫn chậm là sao nó. Phiên bản này mới 0.46 thôi. Ủa nãy giờ nó không làm việc á? Làm việc cái là còn 17 à. Game này cái kinh tế khó khăn quá rồi. Xây cái nhà lính ra là đói luôn á. Phí duy trì của mình là tới 27 lần nè. Trừ 12 lần nè. Phí duy trì của mình 12. Ủa sao dân của mình? À nó lại chuyển qua tầng lớp ưu tú. Giá trị cuộc sống trừ 30. Nó cần phải có quần áo và một ít cái đèn dầu. Tội khổ lắm, mấy ông có biết đâu mà mấy ông còn đòi thêm nữa.
Không dám mở cái mỏ đá luôn nè. Nhà này cũng không dám mở luôn, biết nghèo khổ cỡ nào không. Đánh cá thì không đánh được bao nhiêu, bây giờ mới đánh được nào. Nào mới đủ 450 tiền luôn trời. Thịt này là bao nhiêu phần trăm vậy ta? 92, cái này 90, tạm dừng cái bên này đi. Tiết kiệm tiền. Theo lý thuyết thì mình chỉ xây dư một cái nhà kho thôi, hai cái nhà kho này bằng cái chạy lính. Game này nó khó khăn cái vụ tiền bạc này quá. Phải hai nháy nữa mới đủ. Mình có 6 rượu thôi hả? Rồi đủ tiền rồi, lên. Tuyến đường giao thương. Rồi tốn thời gian chờ nữa. Rồi rồi. Nãy đầu game tưởng 3.000 là giàu có, hóa ra là chuyên ngu. Trời ơi, xây cái nhà này lên là 21 luôn đó nha, 12 là cộng với 9 nữa đó là 21 luôn á. Ủa đâu? Mình bán cái nhà đó rồi mà vẫn còn điều được mấy lính hả? Vậy là đâu cần xây cái nhà lính đó. Đơn giản. Thân mấy cái nhà này lên thì mình có lên thế không ta? Cần méo về hạnh phúc, chính phủ chúng tôi cần tiền. Hầu hầu nó trừ 15, có khi nó phản động luôn á. Ủa ba cái gụ nãy giờ nó không có chuyển qua đây hết ta? Nhà kho đây. Tôi xin không chuyển gụ qua. Đây nè, gụ trong cái nhà này nè, phải chuyển qua đây chứ. Trăm bảy rồi, 70. Game này lâu là lâu cái khoản này thôi. Tiếp theo thì chắc nâng cái may mặc. Còn cái dầu, cái dầu chưa biết tính sao. Bản này đi áp set này cũng hơi ít, nó chỉ có là khoảng là 2 4 6 8 8 2 3 4. Khoảng 50 cái nâng cấp là hết à. Mình nâng cấp tới đây luôn rồi nè. Trời ơi, cũng có 10% hiệu ứng chặt gỗ à. Nắng này xong rồi cần tiền để xây cái gì nữa Trader. Mình phải xây một cái bến cảng. Không đủ tiền 470 lần. Ủa 16 map bồi, mấy cái tool là cái gì nữa. Ủa cái này cái thư viện mà, nhầm nhầm. Bên đây cái cảng đây.
Game này coi bộ là tiền hơi bị mệt nha. Xây cái cảng này ra duy trì 28 nữa là coi như chúng ta phá sản luôn á. Từ đã, nhà này đang chạy. Nhà này ngưng. Nhà này đang chạy. Ít nhất là một cái gỗ, một cái đá, một cái thịt. Nhà này còn không dám cho nó chạy nữa nè. Trời ơi nó khó. Cái nhà nào cơ bản cũng có đủ một cái hết rồi. Mà tiền thì không lên, thậm chí là bán luôn cái nhà kia rồi đó nha. Sáu mươi phần trăm để mặc định như thế này thì nó làm việc cũng 60%, vậy thôi bóc lột từ bản nó thôi. 70% vẫn là 70%. Thôi anh em chịu khó nha, tiền trong dân còn nhiều mà. Chúng ta cũng mà thuộc cái dạng thời kỳ khó khăn nên cùng nhau thông cảm cho nhau. Xem sao. Có cái cục ở đây bằng xóa đi kìa kìa kìa, thương lái tới kìa. Cứu em anh ơi, thành phố cũng sắp phá sản rồi, em có gỗ nè, có đá nè, anh muốn mua cái gì? Khoan 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 khoan. Bán sao? Từ đá không hiểu. Cái này là tiền lên. Cái này sale à bon. Thiết kế cái UX khốn nạn chứ thiệt vậy. Chả hiểu cho lắm. Sale à bon nó có khả năng là bán trên cái mức này. Tức là mình có 5, có 12 đá thì mình bán ở trên đó luôn. Khả năng là như vậy, không hiểu cho lắm. Khoan khoan khoan. Mấy cái tool đó là ở đâu ra ta? Phải cái nhà này nó nghiên cứu ra không?
Tôi mình đang có 4 cái nè. Đừng nói là mình bắt buộc phải mua mấy cái tool này nha. Trời ơi, bây giờ lên cái quặng đồng. Đồng có khi bán kiếm tiền ngon á. 300 tiền lận. Bây giờ tiền đâu nữa mà chơi. Chân nó đóng thế có đủ đâu. Bán được 16 đồng nè. Bán được 22 đồng nè. Thôi trung bình một ngày mình sản xuất được bao nhiêu tiền? Trời, một ngày làm được 20 đồng à. Coi mỗi chuyến đi nó mỗi lần mình nhảy cái này khó. Bây giờ cá lên nào. Thịt mình nên bán không ta? Để coi trong vòng một ngày á thì mình làm được bao nhiêu đá. Để tôi tính lại bảng kế toán rồi. Đây nè. Mấy cái này mấy không hiểu cái khỉ gì hết. Này ví dụ như gỗ nè, 5 gao trên phút. Nhưng mà cái cán cân này là bán được không? Như cá bây giờ 5 gao trên phút là bán được 5 luôn. Hai trăm chín tám không? Bán được 26 đồng thì chủ yếu là đá với gỗ thôi. Bán được 10 đồng. Gỗ thì 8 đồng á, gỗ 12 đồng. Gỗ với đá bằng nhau. Giờ 344 nè, coi cái lúc nó đi về á là nó nhảy tiền một lần. 354. Lên đi nhanh đi. 364. Vậy là hai ba lần thì mới dư ra một gỗ à, một đá hai ba lần lận. Tức là mình không thể farm nhà để mà cho nó tăng thêm tài nguyên để mình bán được. Như hiện tại mình đang cộng 10 á, mình xây thêm một cái nhà gỗ nữa, hoặc là nhà đá nữa.
Rồi chuẩn bị 11 bắt cá không được nữa kìa. Bắt luôn, sợ cái méo gì. 374 cộng 4 phải không? Trừ 5. Ba trăm ba mươi hai, ba trăm hai mươi bảy, cái này lỗ nặng rồi. Tại vì thời gian mình sản xuất ra một gỗ bán được có 8 đồng rồi, trong đó mình phải trả cái thế là hết 6 đồng phí duy trì cái này rồi. Vô nghĩa. Bây giờ không biết cách kiếm tiền nào nữa. Tăng thế kiểu này nó lên có 1 đồng. Bỏ tay luôn. Bỏ tay rồi. Hàng sản xuất không bằng hàng tiêu thụ. Dầu nó nằm ở đâu ta? Cái méo gì nữa vậy? Rồi to này. Mình ngưng hết mấy công trình này thì nó không có lên nữa, nhưng mà như thế là chết à. Dân mình nó chỉ cần ăn thôi nên xây cái nhà này là được rồi. Bốn sáu năm hai, làm cái bán ép này làm cái gì chưa biết nên tạm thời ngưng hết đi. Hoạt động hai cái nhà máy thịt thì được rồi, còn đá với gỗ khi nào rồi nữa ấy. Sao tự nhiên nó lại gắt ta, lần nữa nha. Còn nếu như đá với gỗ của mình chừng nào cần thì mình mới khai thác, tại vì cái chi phí mà nó sản xuất ra mấy cái tài nguyên đó, nó tốn quá không phải duy trì nổi. Cái này chủ yếu nó quản lý tiền tệ chứ không có tính vô cái phần mà xây dựng bao nhiêu hết. Tùng tin tin tùng tin tin
Cái đoạn này là từ khúc nào ta? Đá ngưng nào, thịt chạy nào, đá ngưng, thịt chạy, gỗ ngưng, gỗ này ngưng luôn, đủ cái đi ngưng, ngưng, gỗ này ngưng. Bốn sáu năm hai, vẫn chỉ gọng có 17 thôi. Ba cái nho này mình bán được không ta? Trên 40 thì mình sẽ bán. Game này nó tiến triển chậm quá, quan trọng cái vấn đề tiền bạc quá. Bốn cái wealth phần này mình mới nâng được cái nhà xạ thủ này lên. Rồi mấy cái mỏ này sẽ ở đâu trời? Trời, xe ở đây nó đi tới nào nó mới tới? Duy trì là hơi bị lâu nha, mình này mỏ thiết là không biết là cái mỏ này không xây được, ở cái mỏ này thì xây được nè. Này là cái quái gì? Sự chỗ này thì nó sao bãi ra? Chỗ này thì được. Rồi không có nhà kho. Xây cái nhà kho nữa là phá sản luôn. Vẫn không tới.
bây giờ lỗ nặng tiền luôn rồi đó, thì chắc mình hy sinh cái nhà kho này. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái nhà bị cháy hả? Phải thiệt. Mình sẽ dời cái khu mà gỗ đá gì qua đây hết luôn. Đó, hy sinh một cái nhà kho ở bển, trùng cái nhà kho bên đây. Nghèo đói gách tả tơi. Mấy cái bình này sao nó lại đục dần ta? Á nó chưa thiết kế kiểu khốn nạn gì sao mà chơi. Cái mỏ thì ở xa mà phải cần một cái nhà kho. Game này nó cố ý nó làm như thế để cho mình là nó tụt tiền bằng mọi giá luôn. Tám cái nhà chơi mấy cái nhà này xong rồi méo có tiền duy trì nữa. Vẫn méo có nhà kho thì xây kiểu gì, không lẽ xây hai cái nhà kho hai bên. Bây giờ méo đủ tiền xây nhà kho luôn rồi. Bữa sao bán cái nhà này mà không đủ ta? Vì bán ra là lỗ hả?
Chính thang là cái gì nữa? Nó nói là thiếu dân nha. Tám chục tiền mới đủ, bây giờ mình sắp phá sản đến nơi rồi. Thôi, game này nay ngừng ở đây thôi, có thời gian thì chơi lại từ đầu. Chuyển sinh thì mới cứu được cái trường hợp như thế này thôi. Chứ bây giờ thì tôi bó tay rồi. Chúng ta còn hơi sớm nên chơi thêm một con game nữa. Tiền bạc là cái chi phí luôn luôn là phải lo. Trong ma, may gặp em gai, cách thành veo veo. Thử luôn game này ha. Game này thì tôi cũng chưa biết nó là cái gì. Sao nó hiện... cấp thành VV Mi Toa. Game dạng tinh bay thủ thành, có thêm một tí yếu tố giải đố, đồ họa là 2D dễ thương. Cũng được, phong cách đồ họa cũng ổn đó, rất là màu luôn. Lột tả một cái vấn đề mà đi đến cái khu Nhật Bản. Năng lực của anh ấy chính là cái trí tưởng tượng chiến đấu với quái vật. Ô, 2, 4, 6, 8 nhân vật. Em này mặc đồ bơi hay gì? Cầm nguyên cái lưỡi hái tử thần luôn. Ai, 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 ai. Nhìn thanh niên này lôi luôn nè. Nè, lôi forget trong trong mà Spy x Family nè. Thanh niên đặc vụ trong mà cái chuyện gì nó đang chiếu gặp không gầy đó. Spy x Family luôn, gia đình gián điệp, gia đình điệp viên. Có bản quyền không mà lấy cái nhân vật đó gì ta? Sensei game. Kênh YouTube gì có ba follow như thế này. Ừ. Điều này nhìn nó map phết vậy. Nhà phát hành này họ còn một con game nữa nha. À, animation tạm ổn. Chuyển động hơi cứng tí. Chẳng là alpha gameplay thôi. Nhưng mà được. Nó bắt cái người luôn hả? Xuống nước luôn. Game này vẫn chưa biết khi nào ra mắt. Cầu Jet Survivor. Xin xây game. Game này cũng hay phết nè. Được. Game này dịch ra là cái gì? Cấp tình VV Mi To đời dung.
Shonen Jump cộng à, ghi thẳng mà Shonen dùng mấy cái nhân vật trong cái Shonen đó luôn, rất nhiều giải thưởng nhưng mà sao ít follow vậy, 234 follow mà chơi thứ ai sao thế này. Why? Chị em không thấy động tĩnh gì luôn á. Bữa nay là cái ngày gì mà đụng game nào cũng lỗi thế này. Game này ngày 1 tháng 3 mới ra mắt lận. Nhưng mà có trong thư viện rồi mà, không lẽ không chơi được. Đây nè, bấm vô start lên nó không hiện gì hết, rồi giờ mới hiện. Vô được game không mới là vấn đề nè. Thiết kế mấy cái này độc đáo quá ha. Cái này là âm thanh hiệu ứng nè, cái này âm nhạc nè, cái này là ngôn ngữ nè, cái này là cái gì? What? Vô. Lamiel là một cái đứa trẻ 10 tuổi. Lần đầu tiên mà đi đến Nhật Bản. Rồi nói chung là trí tưởng tượng nó đối mặt với những thử thách trong cuộc đời đó, giống như anh em gặp con chó con mèo thì tưởng tượng như một cái trận combat diễn ra. Tự gọi mình là một cái thuyền trưởng. Lyon ở Pháp. Đây. Vèo vèo nè, ngồi trên con tàu này bay qua Nhật Bản nào. Nhật Bản mà rẻ cái nước gì đó hả? Từ bên Pháp qua bên Nhật là mất 13 giờ bay. Bỏ lại mọi thứ đằng sau để đến Nhật Bản này. Chắc là đi du học thôi, hoặc là gia đình đồ chuyển công tác làm việc chẳng hạn. Sống với bà hả? Sống với bà ở Japan nè, ở Nhật nè. Kéo cái tuần này cho nó nhanh. Cái tiếng máy bay nó nhức đầu quá ta. Đó, trong lúc mà mình ngồi trên cái chuyến bay á, mình tưởng tượng như đang một lái cái phi thuyền du hành vũ trụ vậy. Có biến rồi. Kyoto, Tokyo. Mình đang trong vai một đứa trẻ 10 tuổi nha. Những gì mình đang chơi là chính là cái trí tưởng tượng của nó. Captain nghe tôi gõ không? Captain, bạn ổn chứ? Tôi ổn, chuyện gì xảy ra? Vèo đã kích, tự động kích hoạt cái hệ thống thoát hiểm này. Chúng ta cần tìm một cái mà vỡ của cái phi tiền. Rồi bắt đầu khám phá cái vùng đất này thôi. Di chuyển sao? Di chuyển bằng cái nút nào vậy?
Cái gì đấy, chọn được nhân vật rồi nào. Rồi bây giờ làm sao để di chuyển nào? Thử hết tất cả cái nút trên bàn phím luôn rồi đó. Nút A, D, Q, Tab hay G gần cho Shift. À trời ơi, vuốt con chuột bỏ tay luôn, đè con chuột rồi cuộn. Rồi vậy B, nút G bên này là cái gì, thì khi đi lộn mình có thể bấm nút G để bắt lại đó, bấm nút G bắn lại đó. Rồi tiếp tục. Rồi vô min vô mau. Rồi bằng cái nút camera, bằng nút chuột giữa, cái này biết. Gây camera bằng cái chuột phải. Tìm nó nằm ở đây nè. Cái hộp cứu hộ của mình dạng hệ thống tự động đó. Có một số cái vật cản phía trước này. Trong cái combat thì mình có thể nhấn nút Q để chuyển qua chế độ. Cả hai đều cần phải tấn công cùng một cái thời điểm. Rồi tiếp tục di chuyển. Rồi bước nữa là tới. Cũng tương đối đơn giản. Nó giống con mà Lee Sanh ra, Lee Sanh Sa mà mới ra mắt gần đây á. Cũng cái dạng mà điều khiển nhiều nhân vật cùng một lúc, sau đó tối ưu cái quy trình di chuyển. Phan. Tấn công sao ta? À. Bây giờ phối hợp combo của hai đứa này để cùng phá cái cổng luôn. Vẫn hơi khó hiểu nha. Bây giờ nên đến, đến cái điểm đó. Không muốn sử dụng cái combo á thì dùng nút E hả?
Rồi bể rồi, bể rồi. Tưởng đâu nó chưa bể. Giết nó, bây giờ chắc là có chiêu gì mới nữa. Rồi sao ta? Mình có thể đứt vào luôn hả? Hiểu rồi. Game này hướng dẫn khó hiểu phết luôn á. Thì là có thể quét mấy con quái này để đụng cái máu hồi trên này nè. Con này chắc dùng combo. Ủa? Sao cho nó quay mặt xuống được ta? Mình có thể dùng cái điểm này để ứng vô cái việc di chuyển của mình. Trời ơi, hướng dẫn con em. Rồi tới cái power hoặc là cái ống ở dưới phải không? Sử dụng đến cái combo để hồi ra luôn hay gì? Đi đến cái điểm đó là nó sử dụng được cái combo. Thằng nhỏ 10 tuổi mà nó nghĩ ra được những cái này trong cái đầu nó, trong lúc ngồi trên chuyến bay thì nó phải là bố của thiên tài luôn rồi. Trời ơi.
Bán cái combo là sao ta? Nó khó dữ thiệt á. Không hiểu gì cả, bó tay hoàn toàn luôn. Vậy cái cục này nó để đang gì ta? Ơi. Không hiểu. Rồi nó mất mẹ hết mấy cục vàng luôn rồi, tại sao? Bây giờ thì để méo combo được. Tôi tổ ghi hộ gì đó hả? Rồi phân tích dữ liệu hệ thống máy tính chủ đi, rồi tìm một cái tên gì mới thôi. Cái tu ghi hộ đó còn phải xem lại mới được, chứ hướng dẫn kiểu đó thì bó tay hoàn toàn luôn. Cái gì? Chúng ta đi mua sắm với chị gái hay là em gái gì đó. Rồi làm cái quái gì? Rồi, ngưng cái trí tưởng tượng của mình lại đi. Bắt đầu qua cái cuộc sống đời thực nè. Đó, nãy giờ là mình đang phiêu du trong cái trí tưởng tượng của mình. Đây là cái căn phòng mới của mình. Trong nó đầy ắp cái mùi gỗ luôn.
Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Đây, cấp thành Winter, Winter. Thằng Luffy đó chứ đâu. Nè, Pirate Remedy nè. Chỗ này bấm là chắc chỉ đi tới đi lui vậy thôi, nên ra ngoài thôi. Đây nè, con máy hút bụi nãy giờ trong cái trí tưởng tượng của mình nè. Đó là con máy hút bụi đó. GB. Này văn phòng của bố thôi. Ông này cũng đam mê thực vật quá đó chứ. Thôi đi luôn đi, đi luôn đi. Thôi không mở cửa đâu. Đây là phòng của bà nội. Bên này có đường đó. Chó. Giờ ra đây chắc là cơm bánh với con chó trong cái nỗi tưởng tượng của mình đó. Điều luôn, sợ cái gì? Trời, nó ăn nguyên con chim luôn rồi. Đây, đây là trách nhiệm của một mà thuyền trưởng. Bẻm nó. Rồi, mình đạt vô cái trí tưởng tượng của mình tiếp tục đó. Ok, tiếp thôi. Tưởng tượng ra con máy hút bụi làm cái mà support của mình cũng thú vị á. Rồi nhanh lên, nhanh lên. Đánh không lại thì vô cái này bấm về cái bách lại là con tiền của mình nè. Đó, bách về đây nè. Ủa? Đùa nhau hả? Đi ra chỗ nãy là nó bật cái loading game cái chục lần luôn. Rồi mình di chuyển được trong này. Phải đứng vào cái chỗ này á. Đây là cái hành trình đầu tiên của mình. Rồi quét cái khu vực phía trước coi phát hiện ra cái tín hiệu gì không. Chắc là tìm được thằng bạn đầu tiên rồi đó. Cái này không phải là quái vật đâu, chắc nó là bạn mình đó. Cấp tên, cấp tên chắc là thằng bạn giống trí tưởng tượng mới của mình thôi. Là đến đây là không biết ở đây là đâu, một cái hành tinh xa lạ không phải trái đất. Đúng rồi đó, tôi vẫn đang tìm hiểu thông tin về cái hành tinh này. Bất ngờ thì đang đến đây có nhiều bí mật, không phải Tokyo hả? Bay Monster với giật gốc. Thôi đánh nhau đi, đừng có lạc trí tưởng tượng nữa. Thằng này thì nó đánh theo dấu cộng. Sử dụng solo combo attack.
Từ từ, cái combo này hình chữ T như thế này. Như thế này thì méo là combo. Thử coi. Đau gì? Tiếp cú nữa. Nếu cần di chuyển đâu? Đó, máu nó tự hồi lại mà cục đá sát bên mình. Sao hết combo được rồi ta? Rồi, ok. Bây giờ hơi hiểu hiểu game tí. Tôi tên là Cấp Ca. Cấp Cao phải không? Biệt đội phòng thủ của người Nhật Bản. Rất vui được gặp mặt. Con này chắc là con búp bê hay là con gián, con chuột, con chim gì thằng nhóc này nó tưởng tượng ra nữa đó. Rồi rồi, né đi, né đi. Rồi bây giờ mới đánh với con boss đầu tiên nè, là con chó của chúng ta đó. Trời ơi. Lấy cục này nữa là mình tung ra cái anti được rồi. Thôi chưa cần anti đâu.
Ủa? Ừ, bây giờ còn hai hộp à. Lấy được hộp này là hai hộp, tí nữa mình qua đây mình đẩy combo thẳng lên. Cái nút này để dưới đây để làm gì ta? Dưới này có cái nút nào? Không biết nó có cái hình gì nút đó không nữa. Nãy bỏ qua hơi bị vội. Rồi, nút giúp VV. Này là ai nữa đây? Hibiko cấp 3. À, cái thằng hồi nãy nó bỏ cái nón ra. Trời ơi, quay quá. Khuôn mặt con người, bạn là người à? Tất nhiên tôi quên nói với bạn cái điều này, tôi thì cũng giống như người khác thôi, chỉ là thi thoảng lâu lâu tôi bị biến hình quái vật một tí, nghe rất là ảo ma luôn nha. Ừ, bạn mang đến rất là nhiều bất ngờ đó Hibiko, đây là một bí mật chỉ có vài người biết gì nó. Quá trễ rồi, tôi đã gửi thông tin cái của bạn về cho tất cả mọi người rồi. Ichikawa thì sẽ giết tôi nếu tiết lộ cái điều này. Gặp cái con Gobo là chùm nhiều chuyện luôn chứ, nhìn thấy cái gì nó cũng đăng lên mạng hết. Đây là một cái vấn đề mà rất là to lớn khi mà public thông tin cá nhân của tôi thì tìm thấy, tức là lộ thông tin cá nhân rồi. Bạn nói bạn là một cái đơn vị phòng thủ. Dân khi trở về Tokyo thì đơn vị phòng thủ của chúng tôi đang chiến đấu với những con quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ đó là Gobo hay là cái gì? Không có gì cả, nó chỉ đơn giản là súng và những cái cây súng càn thôi, và những quái vật mạnh mẽ, dùng súng bắn quái vật à. Thì cái thằng nhân vật mà bao bao của mình cũng là đang cầm súng đó. Rồi. Rồi nó lại đăng thông tin này lên nữa rồi. Đừng có đăng mấy cái thông tin này, nói là bí mật. Bí mật thì đừng có nói cho cái con hút bụi này. Tính ra cái trí tưởng tượng của thằng nhỏ này cũng phong phú vết đó chứ. Cái gì? Đây là một phần của định mệnh về cái vũ trụ của hành trình của Bô Vút di cộng gì đó. Tôi sẽ ghi lại cho cái thế hệ trong tương lai biết gì nó cũng lắm.
Kamehameha. Nó sao sau lưng mình còn bày nó vậy nào? Cái nút này là cái gì đây? Tôi quên mất tiêu rồi ta. Ủa nó cứ đẻ quái liên tục là sao? À có khi mình phải đóng cái cửa lại. Là nói cây cầu qua bển. Rồi hiểu rồi. Mất máu hơi nhiều rồi đó nghe bạn. Ủa? Đó chết rồi, xuống con này. À con quỷ dưới này nữa nè. Lại một bầy quái vật. Cái này Kameha luôn được không ta? Chưa chưa đủ ba. Lấy hộp này nó mới đủ ba. Ừ, hết luôn rồi hả? Vậy tiết kiệm làm gì? Cho tôi nói tung té luôn á.
Chứ đâu còn cái gì ở đây. Trời ơi. Hai hộp. Ý da. À không, nó chưa có đánh. Như thế này không dính nữa hả? Dính không ta? Không dính rồi. À nó có lớp giáp. Đó, chuẩn bị Kameha nó nè. Ôi vãi. Rồi, chuẩn bị con boss nha. Goodbye. Hóa ra là không cần đánh mấy con ghép phụ, chỉ cần đánh mấy con chính này là được. Rồi, nó đã tải trận chiến lên cái con tàu rồi, mình đi qua cái điểm này là xong cái gì đó. Rồi, con bây giờ đã tham gia vào cái trận chiến của mình luôn. Sửa xong con tàu thì mình rời khỏi được cái khu này. Chắc khi nào mà có cái biến nặng nặng thì cái con máy hút bụi này mới đi ra đến mình. Bây giờ đi theo hướng đông bắc hả? Lên trên này hả? Rồi phải tập luyện khi mà quái vật nó càng ngày mạnh hơn. Rồi bém đi, nói gì quá. Rồi nó lại biến thành mặt nạ nó nữa rồi. Có cái nút với con hoàng kim nè. Bây giờ trái hay phải đây?
Thôi thôi. Cộng một cũng được, đánh tới đường này luôn. Rồi, Kamiha thẳng qua bài này luôn á. Bác ở đây. Ê. Mình cần đánh không ta hay là mình đi qua luôn? Đến đây có cái nút gì nè, thử coi. What? Rồi lại quái vật mới chặn đường phía trước. Cái gì đây, cái gì đây, 12 tuần nữa thì cái cục này nó sẽ phát nổ rồi. Bây giờ mới giới hạn thời gian mình lại nào. Đi ra cửa này mình phải cong vô đây một cái. Ôi giờ lấy được học này.
Thực ra mình đâu cần giết boss đâu. Ủa, defeat nó nữa hả? Biết rồi, còn hai tôn nữa. Vọt. Thiếu một ô. Đằng quái nào nó cũng thiếu một ô vậy đó. Không, chỉ cần một thằng vô được hết giờ. Rồi, bây giờ thoát khỏi cái quân này chưa? Đợi 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 một lúc, có cái quái gì nữa đó. Có đây, ai đó đang gõ cửa, chúng ta đang bay ở ngoài hành tinh mà. Có cái gì? Xung quanh ở cửa ở ngoài vũ trụ. Một ai đó đang gõ cửa ở ngoài vũ trụ à. Xin lỗi điều đó, tôi trở lại đây. Thì sao? Quá đúc. Đừng có quá trống với mi, có ai đó gõ cửa cái con tàu veo veo này à. Nó chỉ là một người đàn ông cô đơn ở trong cái vũ trụ giống như chúng ta mà thôi. Tôi đã cho anh ấy một ánh trà. Rồi, pha cho anh bình trà. Rồi, ăn trà và bánh quy trong lúc chờ đợi đi. Về, về tàu gặp cái thằng mới vô đó thôi. Chắc là xong cái quest đầu tiên mình sẽ được thêm một nhân vật nữa. Hồi nãy như cái trailer chúng ta thấy là có 8 nhân vật á. Cái tuần đầu thì chắc đi thẳng. Trời ơi. Từ đó nha. Mình nên bắn thử vô con này đúng không? Không cần, mình cứ đi xuống đây rồi quẹo qua đây rồi đi lên đây thôi. Quái gì đây? Kill 500 quân địch. Con này mém chết, sáu mặt mãi dành cái gì? Đục cái lỗ là được rồi.
Cộng 1, cộng 3, còn lại 4. Không sao hết. Ba hộp nữa là vừa đủ luôn. Nó chơi thép gốc mình này. Chết rồi. Không sao, cứu nữa. Ủa? Ôi ơi, một bài luôn. Rồi tìm được cái mà tinh thể năng lượng này, cái lỗi của nó này. Chưa xong đâu, không có dễ gì đâu. Thế nào cũng có đánh boss hay cái gì à, thấy không? Chứ đâu có thể đi lại tới đây xong là cung cấp quay về được. Chó nào, giờ mới đánh được con chó đầu tiên á. À, Dot of the Innocent, chó khủng long, chống khủng lo. Chắc là mình kết bạn được cái thằng đầu tiên rồi đó. Rồi nó khà cái chết cũng đổi nó luôn. Đánh nó 3 hit là được á.
Tốn thêm có một điểm à, không sao hết. Rồi dứt điểm chó được nào. Chết đó không ta? Nó không chết là mình chết á. Rồi chết luôn rồi. Được. Game cũng đơn giản. Thay vì lúc đầu game thì để một tấm hình như thế đây. Nhìn kìa, nó đang trong cái gút gãy có đáng sợ thôi. Chó này nó cũng hiện. Gõ mõm nó chích nó vô là xong rồi. Trên thuyền còn một đứa nữa mà. Cái thằng mà nào mới gọi cửa mình đó. Rồi, tạm biệt đồng chí. Goodbye. Em chapter Kaiju No 8. Kaiju là cái con quái vật dưới biển anh em xem mà pha cái phim gì đó. Rồi một con chó mới nó đã tin tưởng mình rất là nhiều, tên là Lucian. Cái con này nó rất là sợ khi mà bố và mẹ mình chuyển đi mà không nói gì hết. Bố mẹ nói chứ. Thôi rồi, xong cái chương đầu tiên. Đừng có gờ nó. Phép rồi đó. Rồi, hôm nay chơi đến đây được rồi. Có xếp game không? Xếp game, tôi cần xếp game. Đây là vô nghe nhạc thôi, mình còn rất là nhiều cái bài nè. Lạc lối trong sương mù nè. Cái dòng lập ở bãi biển nè, linh hồn tăm tối đâu nè. Coi. Hôm nay chơi được hai game này. Game này cũng ổn đó. Tuy nhiên cái mở đầu nó hơi dài dòng lại thế. Mình có tin nhắn mới từ mẹ, Dani, đi shopping giờ giờ tới. Chuẩn bị đi. Mẹ đừng có farm nữa. Bây giờ bắt buộc mình phải quay về nhà. Rồi thôi, đến đây thôi. Ok. Chơi ra hai game này cũng tạm ổn. Tổng dài là chơi được ba game này khá khá rồi. Về bữa nữa thì tới con là châu ma này. Tôi coi nó chừng nào ra mắt. Thấy mà giờ lịch khá là lâu rồi đó. Nếu như tháng 3 là vậy chắc đầu tháng 3 mới chơi được. Rồi, ok, bye bye anh em.